Xin chào. Chào mừng các bạn trở lại với Beautiful on the Rowing. Và hôm nay đã là video số 40 rồi nè. Mình không ngờ là mình đã vẽ được nhiều như thế, suốt một hành trình dài như thế. Trong video ngày hôm nay mình sẽ vẽ tranh với màu nước. Phần lớn mình sẽ vẽ với màu nước. Và vẽ trên khổ giấy lớn. Mình vừa mới lau bàn còn hơi ướt. Chủ đề vẽ tranh ngày hôm nay sẽ là vẽ mùa nước nổi ở miền Tây. Bây giờ thì cùng vẽ tranh với mình nha. Rít hôm nay có muốn lên làm idol tí không? Xí không Rít? Rít. Nó nhẹ làm idol cái này. Rồi con. Cái này. Ta làm idol chứ cơ. Cái này. Này. Em thích chào mọi người một cái nha. Đây. Ủa tự nhiên sợ vậy. Lông thì dính đầy cỏ hết. Thôi bây giờ mình sẽ tập trung vào chủ đề chính nha. Nó đang nằm ấy. Mình chọc nó thì nó phải lóc ngóc đầu ngước lên. Mình sẽ cho cái chân camera cao thêm một tí. Đấy. Chân hơi nghiêng hả? Sao vậy? Ủa, có ai sửa gì cái chân không mà sao nó hơi nghiêng vậy ta? Rồi, chắc là được rồi đó. Dụng cụ các bạn cần chuẩn bị tất nhiên là màu nước nè, giấy vẽ nè, cọ vẽ nè và băng keo giấy. Sáng nay nhà con Rít tội nghiệp lắm luôn. Lúc mình đi làm ấy, thế là nó tự ra ngoài xe của mình nó ngồi. Xong rồi cái mình vừa mới lên xe thì mình phát hiện mình quên đồ, nên mình lại phải quanh lại vô nhà để lấy đồ. Mà quanh vô nhà ấy thì không thể để nó ngoài xe một mình được. Xong mình lại phải lôi nó đi vô cùng, nhưng mà nó sợ. Nó rất sợ luôn, nó ghì mãi, nó không chịu vô, nó sợ bỏ nó ở nhà một mình ấy. Bạn nào mà nuôi poodle thì cố gắng dành nhiều thời gian cho nó nha. Poodle nó quấn người lắm. Để mình tắt cái đèn đi. Vẫn là người không thích ánh sáng. Hôm qua mình xem lại mấy video của cái kênh cũ của mình đi. Buồn cười ghê. Lúc đó mình nói chuyện nha, nói trong miệng luôn, nói bé tí xíu luôn. Bây giờ thì rút kinh nghiệm nhiều rồi. Mặc dù vẫn còn nói hơi nhỏ, nhưng mà ổn hơn so với ngày xưa rồi. Rách cái cuộn băng keo giấy mất tiêu. Ủa, băng keo giấy mà lúc mà vừa mới đập hộp xong thì nó dính dữ lắm, nên là nó dễ bị rách như vậy nè. Xong rồi lột vài ba lần thì nó mới ok được. Được rồi nè. Mình muốn cái tranh nó hơi vuông vuông một tí, nên là cái đầu này thì mình dán nhẹ ở ngoài viền thôi, còn đầu này thì mình dán cho nó dày đặc lên.
Quê em mùa nước nổi. Bây giờ thì xoay theo chiều dọc nha, ít nữa là quên đó. Vẫn là màu xanh làm nền, mấy nay mình hay dùng màu xanh lắm luôn. Mình vẫn chưa chịu đi mua tập giấy mới và vẫn chưa mua thêm màu trắng luôn, toàn là hứa hẹn thôi. Bây giờ cứ tô màu xanh đi đã, rồi tí nữa mình sẽ pha thêm màu sau. Vài cái chi tiết ở đây trước để cho đỡ cái liền màu. Ở đây thì mình vẽ một cái nhà. Cái nhà kiểu miền Tây nhìn nó kiểu nhỏ nhỏ đơn giản nha, không có như kiểu miền Trung. Miền Trung thì sẽ là mưa bão nhiều nên người ta sẽ muốn xây nhà kiên cố một tí, còn miền Tây thì nước nước nhiều, suốt ngày là mùa nước nên cái nhà của miền Tây nó có thể, mình thấy rất là hay là một số cái nhà nó có thể nổi lên trên mặt nước luôn ấy. Đã đi Long An được một lần nhưng mà chưa có kịp tiếp xúc nhiều với văn hóa của miền Tây. Ở đây vẽ vài cái bóng cây này. Cây chỗ đây thì mình sẽ tự vẽ được. Rồi vẽ đất ở đây nữa chứ. Để xem. Mình đang vẽ theo tranh trên mạng đấy. Không biết bao giờ mình mới đủ trình độ để tự vẽ tranh ta. Rồi mình vừa phát thảo xong rồi. Mình đang ăn thanh long ruột đỏ, mình toàn ăn muỗng như vậy nè. Vẽ tiếp cái lớp nền nha. Xem thử công sức nó có ngủ không. Nó nằm mở mắt thao láo luôn không ngủ. Chắc là nằm canh chừng mình đó, nó sợ mình đi.
Mình sẽ pha thêm một tí màu vàng để tô lớp nền ở dưới, nên là mình sẽ ngưng màu xanh lại tại đây. Tô liền quá chừng là hao màu lắm đó. Hôm qua mình tô màu với cây cọ này sướng tay quá, xong rồi bây giờ mình toàn dùng nó để tô màu nền luôn. Giờ thì pha thêm màu trắng vô trong lớp nền này. Màu xanh này bị đậm lắm rồi. Cây cọ này giống cái cây cọ để tô phấn mắt. Rất nhiều lần rồi mình cảm thấy nó giống cây cọ tô mắt. Màu bị dày rồi. Chấm thêm một tí xíu nước cho nó loang màu ra. Xong rồi đến màu xanh. Không biết ổn không đây. Nhìn mình tay kiểu phù sa màu mỡ, xong rồi thích ăn gì xong ra ngoài 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 đồng ngoài ao là có luôn á mấy bạn. Sao lại hay được vậy ta? Tiếp theo là màu vàng. Này nãy giờ không chịu rửa cỏ nha, đang sợ nó bị lên màu này. Rửa rửa rửa. Cái cỏ này nó dính màu nhiều lắm luôn nên là nó rửa hơi bị hao nước đó. Bình thường mình chỉ dùng cái ly vậy là vẽ xong bức tranh, nhưng bây giờ chỉ cần rửa một vài lần là mình thấy nó muốn thay nước mới rồi.
Bây giờ lại trở về lại với màu trắng. Mình sẽ chuyển cái cọ đây, rửa cọ hoài luôn á. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ những cái nhà ở đây. Mình sẽ dùng màu trắng pha một tí với màu xám và màu vàng. Là màu xám trước để nha, rồi chấm màu vàng sau. Hồi tối mới có 2 giờ thôi, con thích nó đã gõ cửa phòng mình. Trời ơi, nó đòi ngủ chung mấy bạn. Khổ ghê vậy đó. Quên bẻ cánh cửa chỗ này rồi. Ngày xưa là mình đẩy nhầm cái nắp màu đen vô đây nên là cái màu chỗ này chuyển thành màu xám luôn. Tô cho kính luôn cái chỗ màu còn trắng trắng này nè. Bây giờ thì mình sẽ chấm với một tí xíu màu đen. Để làm chi mấy bạn biết không? Để vẽ gạch sẽ hơi khó một tí đó nha. Chấm thêm tí nước thì màu đen như này là hơi đậm rồi. Lại nắp màu trắng lại tạm đi đã. Lúc thì đậm, lúc thì nhiều nước. Anh sẽ thấy ngoài kia đây bao cô gái như em, không cần tình yêu, cần được yêu,
I'm much of not you. I don't wanna let you go. Vì cuộc đời chẳng có gì cần thiết. Không cần tình yêu, cần được yêu, cần một chút nuông chiều. I don't wanna let you go. Vì mày xuyên xong. Trở lại với màu xám nữa nha. Mình tô chưa xong cái màu xám, đang tô cái mặt trước thôi, tự nhiên cái mình đổi sang vẽ cái ô gạch gạch thôi trời. Làm vì không có cái hệ thống gì hết trơn. Không cần tình yêu, cần được yêu, cần một chút nương chiều. I don't wanna let you go. Nguyên một bài mà thuộc có bao nhiêu rồi hát tới hát lui vậy đó. Ồ, đúng rồi, cây cọ màu trắng luôn. Thì cùng tôi chẳng có gì cần thiết. Vẽ cái ánh đèn từ trong nhà nó soi xuống dưới nước luôn nha. Rồi lại trở lại với màu xám, gần hết màu rồi, lại phải pha màu rồi mấy bạn. Có màu sẵn nè. Không cần tình yêu, cần được yêu, cần một chút nuông chiều.
Hôm nay mình vẽ hơi ảo đó. Tí nữa mình sẽ chỉnh thêm với màu đen sau. Xong rồi bây giờ chấm thêm một tí xíu màu vàng. Mình lấy tay để mình thoa đều ra màu ra luôn. Vậy cho nhanh. Đỡ mất thời gian. Đáng lẽ nên chấm nhiều màu vàng hơn ở đây. Thôi kệ đi. Cái gì trời đang ngán gì vậy? Thiệt là chán những người làm việc không chuyên nghiệp. Cho một tí ánh sáng màu vàng vàng ở trong ô cửa này luôn. Ôi, vàng nó không thấy thấy đen thui vậy. Trở lại với màu đen nè. Vẽ cái song cửa sổ. Cây bút này sắp hết đát rồi. Cái này thì mình vẽ những cái nét mờ mờ nhạt nhạt thôi nha. Mình sẽ thấy ngoài kia đây không có. Vì cuộc đời chẳng có gì ý nghĩa. Rồi, tạm tạm thôi. Cũng không phải là xuất sắc lắm đâu. Phải thêm vài nét.
phớt phớt vô đây. Mình còn cái bút bi, bút gel, bút mực nước ấy, nhưng mà mình nghĩ là cái đoạn này thì bẻ cỏ nó sẽ tự nhiên hơn. Vẽ từ nãy giờ mà chưa xong luôn này. Cái mái chỗ này nè, tăng thêm màu nâu lên một tí nữa. Màu nâu, màu nâu. Diamond. Trên đời này có nhiều người giả trang lắm nha mấy bạn. Trước mặt mình thì làm như tốt đẹp lắm vậy đó, nhưng mà ngoài sau lưng nói xấu mình đó nha. Tôi biết đó nha, vì tôi còn nhỏ quá nên tôi không dám bật lại thôi. Trời ơi. Nhưng mà mình tin là trên đời này có nhân quả đó. Những người sống tệ rồi sẽ gặp quả báo thôi. Nhà người ta mà mình sủa. Mày thích ghê luôn đi. Mày hán quá đi. Biết là đây. Xong rồi bây giờ dùng màu nâu đậm hơn để vẽ những cái nét. Vẽ nhiều quá nó bị xấu rồi. Thôi thì làm lại đây. Thôi vậy nha. Vẽ một tí bóng đèn vàng ở trong ngôi nhà này nữa. Đoạn này thì nên pha nhiều màu trắng hơn một tí. Hình như mình tô nhầm rồi. Thêm một tí màu sáng ở chỗ này, vì cái bóng đèn nó đổ ra đây. Những cái tranh như này sẽ hơi mất thời gian đó nha mấy bạn nha. Xong rồi chấm thêm một tí màu vàng nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho cây cỏ ướt thật ướt và gần như không còn màu nữa. Mình sẽ làm loang cái màu chỗ này ra. Rồi. Xong một cái nhà nha.
chuyển sang cái nhà tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Màu này hơi ướt rồi, xin thêm một tí màu trắng và một tí màu đen. Ồ, tự nhiên mình tô xong hết rồi, mình đợi tôi nữa vậy trời. Vậy thì mình sẽ dùng đến nhiều màu đen hơn để tô cái mái chỗ này nha. Thêm một tí xíu màu vàng nữa. Màu hơi đặc rồi. Chấm gì màu đen hơn cho cái phần trên này, thêm một tí màu nâu nữa. Cần được ăn, cần được ngủ. I don't wanna let you go. Say you will, say you will be mine. Nãy giờ tính ra mình vẽ cái nhà này mất thời gian, nghe mình nghĩ là tranh này sẽ làm nhanh đó, nhưng mà không hề nha. Phần ngôi nhà cần chỉnh chu nhiều đó. Mấy bạn xem video của mình thì chỉ cần việc tức là xem thử video mấy tiếng đồng hồ là biết ngay rồi. Mình đã thí mạng ra cho mấy bạn xem đó. Vậy nên cứ like sụp mạnh mạnh vô nha. Tí màu vàng nữa nè. Rồi bây giờ vẽ cái đoạn sân nha. Đoạn sân thì vẽ màu thời đại lên đi. Thêm một tí màu xanh da trời để tô cái bóng xuống dưới này nè. Thank you.
Bây giờ thì đến cây cọ màu đen, lau khô cọ nha. Ôi không, cái khăn của mình vừa mới lau xong nên nó còn ướt nhiều lắm. Đấy, đẹp lên liền. Vẽ thêm cây cọ đen cái nhìn nét nào ra nét đó liền rồi nè. Tóc mình nó đang hơi dính dính vô trong cái mình đang pha cho màu nó loãng loãng ra để mình tô cho xong cái mái này nè. Nếu mà màu đậm thì nó sẽ lộ liễu lắm. Tô nhạt nhạt nhìn đằng xa cũng được. Rồi, thêm vài nét dọc dọc xuống nữa. Rồi đến đoạn này đổ bóng nha. Bây giờ thì chỉ việc chấm nước cho màu nó loang ra thôi, chứ không có cần chấm thêm màu nữa. Nó sẽ bị đậm bây giờ. Tí nữa nó khô thì nó sẽ không được, không đậm lắm đâu nha. Mình sẽ tắt cái máy lạnh ra. Trích che rồi, vẽ thêm vài cái nét đổ xuống nữa.
làm ổn rồi nè. Bây giờ thì vẽ thêm vài cái bóng cây, vài cái cây ở đây nữa. Rồi vẽ một cây cầu. Màu bị nhạt. Oh my god. Ôi, gần hết pin rồi. Sẽ thấy người kia đây và cũng nói như em. Thêm một ít ánh đèn ở dưới nước này nữa. Màu hơi ướt rồi. Sau mình sẽ ngưng như đây. Bộ nhớ hồi đầy mình vừa mới xóa bộ nhớ xong mới có thể vẽ tiếp nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ, ui, quên rửa gọi, sẽ vẽ cái cây ở sau ngôi nhà này. Mình sẽ dùng đến màu xanh nhạt cho cái cây này. Pha màu rõ một tí nha. Lớp màu đầu tiên thì mình sẽ tô thật là nhẹ thôi. Chấm một tí nước, chuyển sang màu xanh đậm nè. Nó chưa đủ đậm ấy, mình sẽ chấm thêm một tí màu nữa. Mình vẽ những cái màu chấm chấm như thế này nè và xoay cái cây cọ liên tục luôn để cho tạo ra nhiều cái chùm lá.
Bảo là tô màu nhẹ nhẹ thôi mà cuối cùng nó cũng đậm rồi nè mấy bạn. Thêm một tí xíu màu vàng nha. Rồi bây giờ đến phần vẽ gốc cây thì mình sẽ dùng đến cây cọ nhỏ, vẫn là cây cọ nhỏ thôi. Pha thêm tí nước, mình muốn vẽ cho màu nó được nhẹ nhàng một tí. Bị to ra rồi, to ra cái mất đẹp rồi. Mình sẽ chấm thêm một tí màu xanh để đè lên nó. Thêm một cái cây nữa này nha.
lúc đầu thì mình có hơi sợ là mình vẽ cái cây ở đây lên cái nền màu xanh không được ấy, nhưng mà màu khô rồi thì vẽ lên cũng khá là dễ. Tại vì hôm nay mình có nghỉ trưa một tí rồi mình mới trở lại với việc vẽ tranh tiếp tục ấy. Bình thường là mình vẽ liền luôn ấy thì màu nó sẽ còn hơi ướt một tí. Bây giờ thì mình sẽ vẽ những cái nhánh cây cực kỳ nhỏ luôn nha. Tiếp đến thì mình sẽ chấm thêm với một tí xíu màu vàng. Và vẽ những cái nét ngang ngang chấm chấm như thế này. Với những cái chi tiết nhỏ như này thì các bạn nên dùng cái bút cọ nhỏ này nha. Mình không dám chấm nhiều màu luôn ấy. Bây giờ sẽ dùng đến màu xanh này và pha thêm với một ít màu đen, tô màu trầm trầm một tí.
thử xem sao nha. Mình chỉ dám chấm một tí xíu màu ở trong cái nắp này thôi. Mình sợ chấm nhiều nó sẽ bị loãng màu hết đấy. Là màu xanh lá cây chứ. Rồi mình sẽ vẽ cái cây đơn giản như này thôi nha. Mình thấy nó đủ đẹp rồi đấy. Xong rồi cho nó đổ bóng xuống này thêm một tí. Đáng lẽ là phải đổ bóng bằng màu nâu đó mấy bạn. Mình đổ bóng như này là hơi sai rồi nè. Sai lầm ghê. Thôi thì mình sẽ chỉnh lại. Chỉnh lại rồi một tí màu ở đoạn này. Cho nó che bớt cái phần đổ bóng sai đi. Thêm một bước nữa là mình sẽ vẽ một cái ghe. Bạn phải thoa màu rồi nè. Dùng màu vàng và màu nâu nha. Mình sẽ lột cái này ra cho đẹp. Hết cần dùng đến băng keo giấy rồi.
Mình đang pha màu vàng với màu nâu. Vẽ không cần dùng bút gì, cũng hơi mạo hiểm một tí. Xong rồi dùng đến nhiều màu nâu hơn. Và bây giờ thêm một tí màu đen nè. Quên vẽ cái đèn rồi. Nếu mà quên ấy, thì mấy bạn hãy đợi cho màu khô nha. Tại vì vẽ lúc màu ướt nó dễ tìm lem lắm. Rồi vẽ thêm cái mái ở trên với màu nhạt hơn thì mình sẽ chấm vô cái chỗ này có màu trắng nè. Ôi trời, no. Trắng đâu không thấy, thấy đen thui luôn. Chuyển sang chỉnh sửa một tí với cái phần mũi tàu này. Màu gì lạ giấy. Tạm tạm tô thêm màu vàng cho cái ghe này nó sáng hơn. Chả thấy vàng gì hết. Chắc hết màu trắng rồi sẽ đến lượt là mình chấm thêm nước vào trong cái lọ màu vàng cho nó đỡ khô lắm mấy bạn. Bây giờ thì sẽ vẽ một cái vẽ cái này cho nó dài ra một tí đó. Rồi
mình sẽ vẽ người ở phía sau đây. Mình hơi rén cái đoạn vẽ người nên mình sẽ vẽ vẽ nhỏ nhỏ thôi nè. Người với màu gì đây ta? Màu đang trên cái nền màu vàng thì và màu đây là màu nâu thì mình sẽ vẽ màu màu xanh, màu tím đi. Màu tím phải chứ, một tí màu trắng cho nó rực rỡ lên. Nhưng mình dùng cây cọ vẫn còn dính một tí màu cũ, vì mình muốn á là nó vừa thôi chứ đừng có rực quá. Xong rồi tới vẽ quần màu đen nè. Sao lại ngửi chân chị bé vậy? Rít 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 rít. Vẽ cái đầu và vẽ tóc luôn nha. Lúc nãy mình tính vẽ người đàn ông ấy, nhưng mà nghĩ lại thì vẽ phụ nữ sẽ thích hợp hơn. Miền Tây nó thích vẽ nhiều phụ nữ hơn. Miền Tây người ta chuộng con gái quá ha. Rồi ok, bây giờ đến cái đoạn là vẽ bóng. Cái này vẽ bóng nhiều đó nha. Rồi vẽ cái bóng của người một tí nữa. Rồi vậy là xong nha. Hoàn thành bức tranh rồi đó mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đậy màu lại và đi tắt cái máy lạnh đi.
Bộ nhớ chỉ còn có thể chứa được 7 phút nữa thôi. Anh sẽ thấy ngoài kia đó bao cô gái như em. Xong rồi. Mời các bạn cùng xem lại bức tranh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì để lại một like và subscribe ủng hộ cho Beautiful Art Drawing nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Hơi thiếu ấy, là mình hơi thiếu cái đoạn là vẽ mặt trăng. Mình sẽ vẽ một xíu xíu nữa. Cái cỏ này là cái cỏ tô màu xám. Nên là màu của nó không có được ngọc trinh cho lắm. Chạy. Mình đang vẽ cái viền sáng ở ngoài của mặt trăng. Mình cần rửa cái cỏ sạch hơn để hoàn thành nó. Mình sẽ tạm dừng tại đây. Hoàn thành bức tranh nha. Đây là cảnh sông nước miền Tây. Tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye.